Là một lần nữa em rất vui khi gặp lại tất cả các cô chú anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Chiều hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho quý anh chị một cái chiếc xe với số tiền chỉ là 125 triệu đồng thôi, thì anh chị sẽ có ngay một chiếc xe Kia Morning sản xuất đời 2010. Con này phiên bản là số tự bọc tự động nha anh chị nha. Tổng sơn si thì con xe này rất chi là rin nha anh chị nha. Keo chỉ là không mất một phân luôn, sơn rin thì em nó còn rơi đâu đó cũng được 6-70% nha anh chị nha. Đây, ở trong là toàn bộ là sơn zin hết nha cô chú anh chị, rất đẹp nha, xe rất liền lạc, rất đẹp, tắp đi tắp lô này như thế không. Với số tiền chỉ là 125 triệu đồng thôi, là một sự lựa chọn cho quý anh chị cô chú nào đang sở hữu chiếc xe Kia Morning đời 2010 với phiên bản là số tự động. Xe này thì nội thất của em nó rất chi là sạch sẽ nè, nội thất rất chi ok luôn. Đinh tán kèo cột trụ A trụ B như lúc đinh tán của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản, thì những dấu hiệu nó lên chiếc xe của mình không bị cứng đụng va quẹt trong sân trọng nha chị nha. Ốc bảy màu lên ken xe nha, keo chỉ là căng đét đặc biệt luôn. Xe thì được dán phim cách nhiệt và lên về che mưa rồi đó, nội thất nè rất chi là sạch sẽ. Đây, quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Trần bọng thì đã được lên 6D, sàn bọng cũng 6D luôn nha quý anh chị nha, tắt bi tắt luôn chị thấy không, vâng em nó nổi nè, quá đẹp cho một cuộc tình luôn đó. Anh chị nào đúng tay đúng chân đúng cầu đúng nghiệp muốn sở hữu chiếc xe này với số tiền 125 triệu đồng thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0768222220 hoặc là 0798022220 để em hỗ trợ và tư vấn thêm nha. Con xe này như là mình bọng em nó là tôn không nha chị nha, rõ là nghe tông tông một bụp bụp bụp. Đây anh chị thấy nè, keo chỉ là không mất một tí nào nha, xe rất liền rất lạc rất đẹp nha quý anh chị nha, tắp tươi tắp lô nè chị thấy không, quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Đây nội thất sạch sẽ đó, anh chị nào chạy ở trong những thành phố nhà hàng như Sài Gòn ha, đông đúc thì đây là một sự lựa chọn cho anh chị đi nó nhàn chân nha. Đó, anh chị nào yêu quý số tự động thì nó rất là nhàn chân, keo chỉ như không, căng đét căng đẹp luôn, tắp tươi tắp lô nè, sạch sẽ nè, mặt bàn thờ nè, rất chi là sáng luôn anh chị không. Xe này có hỗ trợ một màn hình Android, một camera hành trình, một camera lùi nha, nhạc dập sập sình các kiểu con là điệu nha anh chị nha. Đăng kiểm thì còn tới tháng 8 năm 2025 chúng mình mới gặp lại nhau. Bốn cái vỏ bánh của em nó chung chung còn được 5-60% nha anh chị nha. Đèn bọng sáng ha, nắp capo nè, tôn không nha cô chú anh chị, tôn không nha. Nó nghe gọi phụp phụp tưng 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 tưng. Rồi bây giờ em sẽ đến cho quý anh chị cô chú hệ thống khoang máy của em nó như thế nào nha. Đây, máy móc thì anh chị khỏi suy nghĩ, nổ rất là êm, tay lái thì tay lái trợ lực rồi, lạnh sâu như Đà Lạt, vô lăng nè, thiết kế kiểu ba chấu nè chị học, vâng nội nè, mặt đồng hồ rất sáng ha. Dòng Kia Morning này thì máy nó rất là nhỏ, nó chỉ có 1.1 thôi, thì độ tiêu hao nguyên liệu của em nó chỉ là 6 lít xăng trên 100 cây số mà thôi. Xe thì cực kỳ là siêu tiết kiệm xăng nha cô chú anh chị, đặc biệt là rất là tiết kiệm xăng đó. Anh chị nào lấy về thay thế một chiếc xe Honda đưa đón con cái, cái móc ở đâu ta, đây có cái lẫy nè anh chị, nó cứng vậy ta. Đây, này cái lẫy nó bóp ở đây anh chị, nó bóp ở trên, nó phải mấy xe kia nghe. Này thay thế một chiếc xe gắn máy đưa đón con cái khá là ok nha cô chú anh chị. Đó, 125 triệu máy nổ thì thầm luôn. Xe này đứng sát bên lắng tai mới nghe được tiếng máy nổ nha quý anh chị nha. Máy là không thể gì chơi được, rất khô ráo sạch sẽ, không đổ hơi đổ ham. Anh chị thấy không? Pin nè. Nắp capo là sừng zin hết luôn. Sừng zin toàn hỏa toàn tập luôn. Anh chị thấy không? Đó, anh chị nào yêu quý với số tiền chỉ có 125 triệu đồng thôi là anh chị sẽ có ngay một chiếc xe Kia Morning sản xuất đời 2010 gầm bệ con này thì anh chị khỏi phải suy nghĩ luôn, gầm bệ là em bao của chú chị, gầm bao đẹp luôn đây, vậy thấy giờ gầm không, vàng ươm rất đẹp, rất đẹp cho một cuộc tình luôn đó, thích hợp cho mấy chị em phụ nữ nè đam mê số tự động lấy chạy cho nó nhàn thì đây là một sự lựa chọn cho cô chú anh chị ha. Rồi xe thì hỗ trợ màn hình Android, camera lùi, camera hành trình, nhạc dập sập sình các kiểu con là điệu nha. Với một khoang cốp này thì em nó không có rộng rãi nha chị nha, dành cho một cuộc hành trình đi du lịch xe thì chỉ là được một ít đồ cá nhân thôi nha cô chú anh chị. Đây phần cốp này chị thấy không, chảy nước miếng cho quý anh chị, vàng ươm luôn đó, ngon lành cành đào không. Cái này thì chỉ được một ít đồ đi du lịch xe thôi chứ không có đựng được nhiều đâu. Đinh tán nè còn hết nha cô chú anh chị, nè kèo cột nè không mất một tí nào luôn, rất liền lạc đó, xe rất riêng rất liền lạc. Rồi anh chị nào yêu quý thì xin vui lòng liên hệ với em ha, qua số điện thoại đó là 0798022220 ha. Và đây là lần đầu tiên quý anh chị cô chú đến với kênh của em, thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em.